Cho chuyện trước chắc quỳ lâm à, nói bậy bạ. Một thằng nhóc còn chưa tốt nghiệp như cậu mà lại dám ngông cuồng như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày. Hợp trưởng có phải là hơi ngạo mạn quá rồi không? Cho dù là đại lão có kinh nghiệm phong phú cũng không quen thuộc chức nghiệp khác. Tính lực của con người ở đến cuối cùng thì vẫn là có hạn. Con đường chức nghiệp của thế giới này nhiều như vậy, sao có thể mà nhớ được từng con số của các kỹ năng chứ? Nói khốt mà không biết ngỡ ngàng. Nếu cậu đã dám nói như vậy thì tôi kiểm tra cậu. Nếu như nói sai thì đừng có trách tôi không khách sáo nha. Cậu nói đi, ý niệm điều khiển cụ thể của Lam Quyền Thánh Sứ là thuộc tính gì? Lam Quyền Thánh Sứ, cái này không phổ biến quá rồi. Xong rồi, xong rồi. Nó là một trong tam số ít được biết đến nổi danh lẫy lừng. Không có người chuyển chức, trường cũng không có mở lớp dạy riêng. Trình khi mặt sau có thể biết được chứ. Thằng nhập tối, cho mày khốt lát này. Nếu như không phải là lớp còn trẻ từng gặp một Lam Quyền rất mạnh thì cũng không thèm tìm hiểu tài liệu về phương diện này. Điều khiển ý niệm, kỹ năng cơ bản của Lam Quyền Thánh Sứ à? Cơ thể kháng cự bên súng đó khiến cây đặt trong phạm vi nhất định nó bị đứng yên thời gian khoảng 0.8 giây. Ngoài ra còn cơ thể tăng 20% tốc độ di chuyển của bản thân, tăng 10% tốc độ tấn công và 50% lực nhảy duy trì trong 10 giây. Không nhằm đưa đến chức nghiệp ít được biết đến như vậy mà cũng biết à? Hợp trưởng trả lời đúng rồi. Còn phải nói sao cậu nhìn biểu cảm của giáo sư Vương đi, đúng là cậu khó chịu hơn là cả anh Phong, thật tuyệt vời. Đại lão chính là đại lão, thì ông phú này đúng là thứ người bình thường chúng ta ngưỡng mộ. Mèo mù gặp phải chuột chết, may mắn mà thôi. Vừa nãy cậu nói là có hiểu biết về chức nghiệp chú thuật sư của tôi, vậy tôi cũng hỏi cậu. Kỹ năng của chú thuật sư chúng tôi có đặc điểm ẩn gì cậu nói ra được không? Hỏi tác dụng kỹ năng của tôi đi, hết cậu hỏi điểm đặc điểm ẩn, cậu cố ý làm khó người khác đúng không? Vãi chứ, vấn đề trọng tâm này thì ai mà biết được. Cậu đúng là không biết xấu hổ. Đặc điểm ẩn của chú thuật sư không phải chính là sau khi học được phù chú thì có thể dùng vào trong ma pháp sao? Phù chú được chia thành kim mộc thủy thổ hổ, năm thuộc tính tự nhiên, phù chú khác nhau có thể tăng các hiệu quả khác nhau. Đã nói quan vừa nãy của cậu vì sao lại có uy lực mạnh như vậy? Còn không phải là đã dung hợp với phù chú thuộc tính kim sao? Thậm chí sau khi trở thành chú linh sư nhị chuyển có thể hấp thu sức mạnh của sinh linh cho bản thân dùng. Cái này có gì phức tạp sao? Cậu sao cậu lại biết rõ ràng như vậy? Không thể nào, tôi không tin. Đáng tiếc quá, thiện tôi không tội nhưng đáng tiếc là đã đi vào tà đạo. Bận kịch hôm nay đến đây là kết thúc đi, tôi thấy có thể tuyên bố kết quả rồi. Giáo sư Vương, ông thấy sao? Cũng thôi, chuyện này tôi nhận. Chỉ cầu có thể giơ cao đánh khẽ với học viện Phong Hoa, đợi tại tôi ích kỷ, bị thù hận chia mờ hai mắt. Tiếp theo tôi xin đại diện cho Cục Giáo dục tuyên bố thành tích thi đấu của học viện Phong Hoa bị hủy bỏ. Đợi sau khi điều tra sẽ xử lý nghiêm. Trận đấu giao lưu giữa hai trường học. Học viện Giang Thành thắng. Chúng ta là quán quân trình khi mặc vô địch. Chúng ta là quán quân trình khi mặc vô địch. Quán quân. Học viện Giang Thành xin tuyên bố tại đây. Giang Nghịch duy nhất tiến thắng vào đại học top 10 của Giang Thành năm nay sẽ dành cho bạn trình khi mặc. Giáo sư Lương, ngồi chuyện này ra, em còn muốn biết trường đại học top 10 hiện tại trong tay có những bí cảnh nào? Văn phòng hiệu trưởng. Sử dụng phá bản đỉnh cấp mà mình cần, những trường học top 10 này đều không có. Đây đã, đây là trường đại học gì? Đại học Thần Vũ. Số lượng bí cảnh của trường đại học Thần Vũ này cũng không ít. Vậy sao lại không được lọt vào top 10 của nước hả? Ê, nói câu chuyện về trường đại học này thì dài. Đại học Thần Vũ,
50 năm trước có rất nhiều bí cảnh, thiên phú của học sinh cũng rất cao. Lúc đó đứng đầu nước Hạ. Đáng tiếc, sau này theo sự dịch chuyển của thời gian, ngày càng có nhiều trường học, bí cảnh trong Tây cũng mở ra độ khó cao hơn. Từ đó học sinh của họ trải qua tẩy lễ không ngừng thì cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Mà bí cảnh của Đại học Thần Vũ không biết vì sao lại độ khó bình quân của trường học họ lại cao hơn các trường khác rất nhiều. Học sinh của bọn họ muốn vượt qua được phó bản và độ khó cao thì đúng là lực cực kỳ khó khăn. Lâu dần thì càng ngày càng có nhiều người bỏ đi, dần dần thực lực của bọn họ cũng bắt đầu tụt giảm nhanh. Phó bản của trường hợp này có mấy cái là mình đều cần. Thì bây giờ bọn họ đã đi xuống rồi, nhưng cũng không quan trọng. Vậy danh ngạch tiếng thằng trả lợi cho trường vậy. Em muốn tự tham gia cuộc thi toàn quốc, sau đó chọn trường học mà mình thích. Trên khi mặt em đã nghĩ rõ chưa? Cơ hội như vậy ngươi chỉ có một lần, từ bỏ rồi thì sẽ không có thuốc có hối hận đâu. Lão Lý, không còn nói nhiều. Chắc chắn là em có lý do của bản thân, trường học tôn trọng quyết định của em. Trường học đương nhiên cũng không thể để em chịu thiệt được, có yêu cầu gì cứ nói ra đi. Những tài liệu này không biết trường học có thể cung cấp được không? Chuyện nhỏ này cứ để thầy lo. Em đây là đang đến chỗ thầy để nhập hàng sao? Đội trưởng Ngô, điều tra ra rồi. Chúng tôi đã tải dòng dữ liệu khu vực của khu vực ở bên gần khu tân thủ, chắc bên trong có hiện thân phận của Trần Kim Mặc. Mọi ngày xem qua. Rất tốt. Cũng không biết là trường đại học nào có thể đào tạo được thiên tài đáng sợ như vậy. Dừng. Tên Trần Kim Mặc, giới tính nam, cấp bậc cấp 17, trường học lớp 2 năm 3 học viện Giang Thành, đang học, chức nghiệp tán nhân. Học viên Giang Thành, học sinh năm 3, đây là chuyện sao có thể? Hơn nữa đánh giá chiến lược của thằng nhóc này với mà lại hơn 12.000 điểm. Chẳng trách, chỉ mới cấp 15 mà đã có thể giết được 22 con bó hiếm. Còn tiện tay giết ngược lại đến hồn cấp 21. Đúng là yêu nghiệt. Người này chắc chắn sau này có thể đi được đến đỉnh cao. Với tình cảnh hiện tại của Đức Hạ, sự rất cần một thiên tài điềm tĩnh, không thể đợi bị người khác hỉ hội được. Thôi đến Ngô, ngài nhìn đây này. Đi, để còn từng xuất hiện trường hợp chiến lược không rõ cấp bậc. Rồi giờ chẳng lẽ là một vị cường giả tuyệt thế à? Vì sao lại có đại lão cùng với Trình Khiêm mà? Alo, cái gì? Đại học Ma Linh tìm đến. Phòng tiếp khách. Ý viên Ngô, cuối cùng thì ngài cũng đến rồi. Hôm nay xin ngài phải chủ trì công đạo cho những phụ huynh như chúng tôi. Con của chúng tôi vốn dĩ đang là hạt mầm mũi nhọn của trường học, lần này không biết vì sao mà rớt xuống cấp 4. 4 cấp, đúng là tổn thất nặng nề. Ác đồ tên là Trình Khiêm Mặc kia, mọi người đều là học sinh của nước Hạ mà lại có thể ra tay nặng như vậy, đúng là đáng ghét. Mong ngài hãy nói thông tin của cậu ta cho chúng tôi phải tìm cậu ta nói lý. Ý biên Ngô, đã lâu không gặp. Tin chắc là cậu đã nghe thấy lời của mọi người vừa nãy. Trung Hồng Sơn, Đại học Hoa Linh, Phó Hiệu trưởng Thường vụ, Pháp sư Sách Viêm, 8 chuyển cấp 65. Đây là lời kêu gọi của mọi người, cho nên mong cậu có thể nói thông tin của Trịnh Kim Mặc cho chúng tôi. Phó Hiệu trưởng, tôi thấy chuyện này vẫn còn phải bàn bạc tính toán lâu dài. Theo như tôi được biết thì Trịnh Kim Mặc không có lỗi gì cả. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này cũng là do học sinh của các người gây sự trước. Tôi không thể nói thông tin của người khác cho các người một cách tùy tiện được. Cái chuyện này là xâm phạm quyền riêng tư. Nếu như đại học Ma Linh chúng tôi cũng muốn truy cứu đến cùng thì sao? Tiềm lực mà Trần Khiêm mà cái thớ hiện ra cực kỳ lớn, rất có khả năng là hy vọng của nước Hạ ta. Mình không thể để cậu ta bị hỉ hội trong tay của đám rác rưởi này. Vậy nếu tôi có muốn bảo vệ cậu ta thì sao? Biết trước là thằng nhóc cậu mồm cứng đều không chịu mà. Tôi đã có chuẩn bị rồi. Trước khi cậu đến tôi đã dùng danh nghĩa của đại học Ba Linh để xin ý kiến của tổng cục rồi. Chắc bây giờ cậu chấp nhận được phê duyệt rồi.
Lão già gian xảo, mày mà dám trực tiếp đội người với tổng cục. Đáng tiếc, trận kia mặt tôi nhiều nhất cũng chỉ là có thể giúp đỡ được cho cậu đến đây thôi. Bây giờ cậu tự, cậu phúc đi. Đến rồi, đến rồi. Không hổ là hiệu trưởng chung, cường giả có thực lực top 5 của thiên hải á, đến tổng cục cũng đỡ mà cũng gặp mấy phờ gà ra tay thì chuyện này chắc chắn có thể thành công rồi. Không chấp nhận. Không, không chấp nhận. Chuyện này sao có thể? Đơn xin của mình vậy mà lại không được chấp nhận. Chắc chắn lưng tên này có núi lớn giữa, không thể dây dưa nữa. Chẳng lẽ có liên quan đến vị cường giả không rõ cấp bậc kia? Vị quan nhân này chẳng lẽ là đại lão trong nội bộ hiệp hội quản lý của bọn mình? Cái thằng nhóc thối, bối cảnh của cậu cũng khá là sâu đấy. Cũng may vừa nãy tôi còn cố gắng bảo vệ cậu. Cũng may vừa nãy tôi còn cố gắng bảo vệ cậu đó. Tôi tôn trọng quyết định của cấp trên, chuyện này cũng là do đứa trẻ nhà tôi không đúng, sau này tôi chắc chắn sẽ quản thúc nó nhiều hơn. Bây giờ tôi đi trước đây. Đúng đúng đúng. Nhà chúng tôi sau này cũng sẽ quản giáo nghiêm hơn, sẽ không gây thêm phiền phức cho hiệp hội quản lý về trường học nữa. Ngô lão đệ, hôm nay quả thật là một hiểu lầm. Tôi cũng là được người ủy thác đến đây, cậu đừng có nghĩ nhiều. Tôi có chút tấm lòng nhỏ, sau này hãy hỏi thăm bạn học trình khi mà giúp tôi. Thế đội áo giáp level 60 ra tay cũng hào phóng đấy. Thẻ đen đấu giá của đại lực thiên khởi, còn có một bộ áo giáp cực phẩm cấp 60. Thằng nhóc thối, khởi điểm bây giờ của cậu đã hơn 90% người của nước Hạ rồi. Cậu đừng có để những người coi trọng cậu phải thất vọng đi. Xin lỗi, những nguyên liệu mà em muốn này tập trung hết lực của học viện Giang Thành cũng chỉ có thể lấy được có 1/3. Tiểu Đình, khẩu vị của em cũng lớn thật đấy. Có muốn thu thập đủ những thứ ở trong này trừ khi ta tập hợp sức mạnh của tất cả học viện trong cả thành phố. Tập hợp sức mạnh của tất cả học viện ở trong thành phố. Chủ nhiệm Lý, cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Em đột nhiên nhớ ra vẫn còn chuyện gấp, em đi trước đây. Đợi đã thằng nhóc, sao thầy lại thấy em đột nhiên có suy nghĩ nguy hiểm? Mà học trình, có suy nghĩ gì thì cứ dũng cảm mà đi làm. Chỉ cần không gây ra mọi người thì học viện Giang Thành đều có thể dịp yên cho em. Nhưng có thể nói cho ông già này biết em muốn thu thập nhiều nguyên liệu như vậy là muốn làm trang bị gì không? Em chuẩn bị rèn một món vũ khí vượt thời đại rồi. Học viện phòng hoa, phòng họp. Thông báo của cục giáo dục vừa được gửi xuống, để tôi đọc cho mọi người. Thông báo quyết định của cục giáo dục thành phố. Học viện phòng hoa giảm phẩm chất tài nghiêng ở trong 3 năm và hủy bỏ tất cả đánh giá vinh dự. Khởi Dương, hiệu trưởng học viện phong hoa, cấp 49 người thức tỉnh nhị chuyển. Lý Đạo Ngọc và các học sinh tham gia hăng giang sẽ bị đuổi học, cấm tham gia thi học, cấm tham gia thi cuộc thi toàn quốc trong 5 năm. Toàn bộ giáo viên tham gia vào sự việc lần này đều bị đuổi, không bao giờ được tuyển dụng nữa. Còn vợ ký đầu tiêu Vương Thiên Phong đã bị ủy ban kỷ luật áp dụng biện pháp cưỡng chế để tiếp cận sự điều tra của tổ chức. Xong rồi, bị xử phạt như vậy có thể nói là đã làm tổn hại nền móng của học viên phong hoa. Đúng vậy, học sinh mũi nhọn đều đã bị khai trừ hết rồi. Thành tích kỳ thi tuyển sinh năm nay của chúng ta coi như là tiêu đời rồi. Nghe nói những học sinh lớp thấp ở trong nhà có quan hệ đều đã chuyển trường ngay trong đêm rồi. Các vị chuẩn bị trải qua cuộc sống gian khổ đi. Không phải không trải qua 7-8 năm thì học viện ở Phong Hoa sợ là không thể cấu lại được. Đã làm phiền rồi. Đại sự không hay rồi. Học sinh tên Trần Khiêm mà kia tìm đến đây rồi. Là cái tên biến thái của học viện Giang Thành kia sao? Mẹ kiếp, chúng ta bị trừng phạt rồi mà vẫn chưa đủ sao? Sao cậu ta vẫn chưa ngừng? Hiện trường khang, chúng ta đi gặp thằng chóc đó đi.
Để tôi xem hôm nay cậu ta đến để làm gì. Hình như cậu ta chính là Trình Khiêm Mặc đó, yêu quái tán nhân đến bà học viện chúng ta. Nhìn kỹ cũng đẹp trai thật. Thật lực mạnh mà còn đẹp trai nữa, Trình lão đại đúng là idol hồn hả? Giống như tôi có thể chuyển trường sang học viện Văn Thành thì tốt. Tôi cũng vậy. Tôi là Khang Dương, là hiệu trưởng của học viện Phong Hoa. Cậu chính là Trình Khiêm Mặc đúng không? Hôm nay đến trường học chúng tôi là để xem trò cười sao? Tôi không có nhàm chán như vậy. Tôi đến. Chính là đã phát động trận chiến tranh đoạt bí cảnh. Đùa cái gì vậy? Một học sinh học viện mà muốn phát động trận chiến tranh đoạt bí cảnh á? Trận chiến tranh đoạt bí cảnh là gì? Vì sao đến hiệu trưởng cũng bị kinh ngạc? Cậu không biết cái này sao? Trận chiến tranh đoạt bí cảnh chính là tranh đoạt quyền sở hữu bí cảnh. Ví dụ như là bí cảnh mà nhà trường nắm giữ, quyền sở hữu đều nằm ở trong tay trường học. Người bên ngoài trường ở không có sự cho phép của trường học tự ý qua ở thì không có bất kỳ phần thưởng gì cả. Trừ khi người đó tạo ra kỷ lục cao nhất của bí cảnh này nhận được quyền sở hữu, mà hành vi khiêu chiến bí cảnh của người khác này được gọi là trận chiến tranh đoạt bí cảnh. Một cái tên cấp 17 nhỏ bé cũng muốn tranh đoạt bí cảnh có độ khó trung bình cấp 20 đến 20, thằng nhóc cậu đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Biết điều thì cút vào học viện Giang Thành này của cậu đi, ở đây không hôn đến cậu đâu. Không hôn nên chẳng lẽ các người đã sợ rồi? Nếu đã như vậy thì có các người có dám đánh cược với tôi không? Cậu hãy cho một kỷ nếu không sợ súng, cậu muốn được cái gì? Ông già đây điều tiếp cậu. Trên đây tổng cộng có 20 lỗ nguyên liệu. Nếu như hôm nay tôi đánh bại được bí cảnh của các người thì các người phải đưa cho tôi ít nhất là 5 lỗ nguyên liệu. Nguyên liệu chân quý như vậy một người học sinh như cậu lấy để làm gì? Chẳng lẽ cậu ta là một hạt giống rèn vũ khí? Nếu như cậu thất bại thì sẽ như thế nào? Nếu như tôi thua, tôi có thể đồng ý với mọi điều kiện của các người. Được, tôi chấp nhận vụ cá cược này. Bạn trẻ khi mặt mở đi bên này. Lối vào bí cảnh của học viện Phong Hoa. Trường học chúng tôi tổng cộng có 4 bí cảnh sơ cấp. Cậu có 3 cơ hội để qua ở bất kỳ bí cảnh nào và tạo ra kỷ lục cao nhất như vậy. Ván cược này coi như cậu cụ thắng. Chọn bí cảnh. Diễn mở cho chốc. Đơn giản hay trung bình? Độ khó đơn giản cấp 1 đến 10. Cấp bậc đề cử cấp 8. Độ khó trung bình cấp 10 đến 20. Cấp bậc đề cử cấp 10 số. Kỷ lục của ai nhanh nhất hiện tại là 2 giờ 43 phút và 21 giây. Người giữ kỷ lục với lợi dụng quyền sở hữu học viện Phong Hoa. Hiết động gào thét. Khó đơn giản cấp 1 đến 1 đến 10. Cấp bậc đề cử 8. Độ khó trung bình cấp 10 đến 20. Cấp bậc đề cử 17. Kỷ lục của ở nhanh nhất hiện tại là 2 giờ 58 phút và 56 giây. Người giữ kỷ lục là Lý Bồi Bồi, quyền sở hữu học viện Phong Hoa. Lâu đài ảnh nha. Độ khó đơn giản cấp 1 đến 10. Cấp bậc đề cử cấp 9. Độ khó trung bình cấp 10 đến 20. Cấp bậc đề cử cấp 18. Kỷ lục của ở nhanh nhất hiện tại là 3 giờ 21 phút 44 giây. Người giữ kỷ lục Lý Bồi Bồi, quyền sở hữu học viện Phong Nha. Phong Hoa. Hổ sầu hắc ám. Độ khó đơn giản cấp 1 đến 10. Cấp bậc đề cử cấp 10. Độ khó trung bình cấp 10 đến 20. Cấp bậc đề cử cấp 20. Kỷ lục của ở nhanh nhất hiện tại 4 giờ 2 phút 19 giây. Người giữ kỷ lục La Dũng, quyền sở hữu học viện Phong Hoa. Ê, cậu nói xem Trình Khiêm Mặc sẽ chọn cái nào? Đương nhiên là giết mỏ chết chóc đơn giản nhất rồi, dù sao thì cấp bậc đề cử cũng thấp hơn cậu ta một cấp. Cho dù cậu ta chọn cái đơn giản nhất thì thành tích 2 giờ 43 phút 21 43 giây 21 phút này chắc chắn cậu ta không vượt qua được. Năm đó thì La Dũng đã cố ý giữ cấp 20 không tăng cấp, đánh liên tục trong 2 tháng mới có thể tạo ra cái lục biến thái như vậy. Tôi chọn sắp rồi, chọn hố sâu hắc ám vậy. Đi rồi sao? Có đơn giản không chọn lại đi chọn cái khó nhất. Chàng trai, đừng có nói là học viện Phong Hoa chúng tôi khi dở cậu. Địa hình của hố sâu hắc ám này cực kỳ phức tạp.
Muốn tạo ra được kỷ lục mới là cấp bậc này của cậu gần như là chuyện không thể nào. Cứ cái này đi, tôi có tự tin. Thông báo xuống. Tất cả phòng học đều mở màn hình, tôi sẽ mở hình ảnh khiêu chiến của Trình Khiêm Mặc. Hiệu trưởng Khang biết đúng là đến tập, biết mượn cơ hội lần này để vực dậy sĩ khí của học sinh. Đúng là chỉ cần để cho các học sinh nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Trình Khiêm Mặc thì uy danh của cậu ta sẽ giảm mạnh. Bây giờ chúng ta rất cần cơ hội như vậy. Bây giờ tôi đi shop shop vậy. Trong bối cảnh hối sau hắc ám, nhớ lại đây trước. Hối sau hắc ám là một mơ cung hồ chứa dưới nước, nước ở dưới lòng đất, là một phó bản rất ít được biết đến. Địa hình khá là phức tạp, quái vật chủ yếu là tộc người cá. Người cá mù cấp 16. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Trừ 182 tấn công địa biệt, trừ 177 tấn công địa biệt, trừ 169, trừ 371 tấn công địa biệt. Ôi trời, để lại sát thương khủng bố gì? Bởi thì năm nay chính là chính cảnh này. Tôi đã bị mấy người các này ngược cho khóc luôn. Cho dù là Trình Khiêm mà cao hơn người cả một cấp thì cũng không đến nỗi bị đè bẹp như vậy chứ. Ở đây là điểm khó đầu tiên. Nếu như bơi rồi chạm vào những cái thứ dưới nước kia thì sẽ rất phiền phức. Cũng may chức nghiệp bây giờ của mình là tán nhân, muốn vượt qua đây được thì gió như trở bàn tay. Kỹ năng thông dụng toàn chức nghiệp nhảy. Trên khi mặt này rốt cuộc là có lời là gì? Kỹ năng nhảy bình thường mà có thể sử dụng như này là khinh công. Tôi nhớ thầy là Dũng đã bị cái đám cá ăn thịt người kia dày vò cái nửa ngày ở đó. Bây giờ đã qua bao lâu rồi? Tôi nhớ thầy là Dũng đã mất 25 phút để vượt qua chỗ này. Bây giờ vừa đúng 12 phút. Cái gì? Vô tấm hầm Ba Lan, lượng máu 3.000 điểm. Thừa tính của boss này vậy mà còn thấp hơn cả bụi phóng xạ dính. Căn bản không cần phải sợ. Tấm hầm vương Ba Tan chỉ khi người chơi chủ động tấn công hoặc là lại gần xung quanh trong phạm vi 3 mét mới tấn công kẻ địch. Lại dám chủ động tấn công, bắt tên thằng nhóc này cuối cùng thì cũng vào bẫy rồi. Đương nhiên rồi, tỷ sát thương của thằng nhóc này vượt xa người cung cấp, nhưng dù sao thì vẫn hơi thiếu chút kinh nghiệm thực chiến. Vừa bắt đầu đã ra tay lỗ mãng như vậy mà không quan sát phân tích tình thế thật cẩn thận. Năm đó thầy là Dũng đã phải trải qua hàng trăm lần khiêu chiến mới phát hiện ra mẹo của cửa ải này chính là ở trong tình huống không làm kinh động đến ba tên, trực tiếp nhảy xuống nước, cố chống chọi với đàn cá, ăn thì chưa bị cuồng bạo hóa, cố bơi ra đến biển. Tuy sẽ tốn không ít thời gian và điểm sinh mệnh nhưng đây là cách duy nhất tốt nhất để thông qua cửa ải này rồi. Nếu như đến chết ba tan ở cửa ải này thì máu của nó sẽ khiến cái đám cá ăn thịt người bị cuồng bạo hóa, cho dù cái thằng nhóc này biết đi trên nước thì cũng bị khó tránh được sự tấn công của cá ăn thịt người. Chúng ta cứ từ từ nhìn hình ảnh thằng nhóc trên khiên mật này, dù cái đám cá ăn thịt người cắn xé đi. Kỹ năng trượt, kỹ năng đá. Có người ngu dốt. Trong nước là thiên hạ của tao, chỉ cần mày xuống nước thì lấy gì mà đấu với tao đây?
Vậy để tao xem mày có dám lặn xuống không? Chuyển đổi vũ khí găng tay. Cả thì người bị máu của Batan thu hút bắt đầu chế độ cuồng bạo, cắn xé bất kỳ những mục tiêu gì bị chảy máu. Rồi tốt, cả thì người cuồng bạo hóa thì đến cầm bốt của cửa ải này cũng sẽ không cho vào mắt. Đau quá, đau quá. Đừng hòng lên bờ. Có người đáng chết. Ta phải đồng quy vu tận với mày. Chuyển đổi vũ khí, súng bắn móc leo. Chứ dựa vào trí thông minh của mày thì vẫn còn thiếu chút. Đây là thao tác gì đấy? Là cái thứ mà có người thường nghĩ ra sao? So sánh như vậy á, vậy thì sự cố gắng năm đó của thầy là chẳng phải là biến thành trò cười sao? Thao tác nhìn có vẻ khó tin nhưng thực ra là dự đoán chuẩn xác và mưu tính sâu xa của Trịnh Kim Mặc. Đối với hình thế của chiến trường thông minh như vậy, người này thật sự là học sinh của cao trung sao? Chỉ mong động huyệt mơ cung tiếp theo có thể khiến cậu ta lãng phí nhiều thời gian. Đừng có tự lừa mình dối người nữa. Hổ sao hắc ám vẫn luôn ở trong tay trường học. Cậu ta có phải là lần đầu tiên vào không chẳng lẽ rõ sao? Thừa nhận bản thân tài không bằng người thật sự khó đến vậy sao? Xem ra cao trung phong hoa chúng ta bị lật đổ trong tay học sinh cao trung này rồi. Đại lão Trịnh Khiêm Mật nhanh quá đi. Chưa đến cả 2 tiếng đồng hồ đã đến cửa ở của bối cuối cùng rồi. Chỉ cần anh ta vượt qua được kiểm tra trước đó thì kiểu có thể hội được bot cuối cùng Akumat. Không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hôm nay sẽ có kỷ lục mới hơn nữa. Kỷ lục này sợ là rất khó có người có thể đánh bại được. Ở đây chính là cửa ải cuối cùng. Nếu mình không nhớ nhầm thì mỗi khi đốt cháy chậu lửa ở bốn góc căn phòng ấy thì sẽ có bốn con hắc chiểu xà cấp 18 xuất hiện. Khi đốt cháy toàn bộ bốn cái chỗ lửa và tiêu diệt toàn bộ hắc diễu xà thì sẽ tiếp đón quyết chiến với boss cuối cùng. Nhưng với lực tấn công hiện tại của mình á, một lần đốt cháy bốn cái thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy thì tốc chiến tốc thắng thôi. Vừa lần đại lão Trịnh Kim Mật định làm gì? Anh ta chuẩn bị đốt cháy hết ở trong một lần xong. Vậy cũng khoa trương quá rồi. Lúc trước tôi đốt cháy một cái đã đánh gần 8 phút rồi. Cũng đốt cháy 4 cái thì có nghĩa là phải đối mặt với 16 con cấp 18 cùng một lúc. Vậy cũng dám đánh. Hôm nay tôi coi như là phụ rồi. Nếu như đại thần có thể qua ải thuận lợi thì ngày mai tôi sẽ xin chuyển trường. Tôi cũng thế. Rõ ràng là qua ải ngay ở trong tầm mắt rồi nhưng vậy cũng hơi quá rồi. Vậy không phải là vừa hay sao? Nếu như trước khi mà cái lọt xe ở đây, như vậy cao trung phong hoa được đâu rồi. Thành khi mặt đỡ ông già này xem. Rốt cuộc có thì cậu là thiên tài hay là ngu dốt? Hắc chiếu xạ cấp 18. Kỹ năng đặc trưng của quỷ khắp Fremen của xâm thực. Hạ thấp giáp phép và tính đối kháng trạng thái dị thường của mục tiêu lân cận. Thời gian duy trì là 30 giây. Đạn xăng. Hỏi kỹ năng liên tiếp không có chút sát thương nào. Tôi thấy lần này bị chơi quá rồi. Không đúng, hình như tôi đã hiểu rồi. Định khi mặc mưu tính lớn đấy. Bremen của Sam Thực có thể hạ thấp tính kháng vừa giáp phép. Đạn xăng có thể mang theo dây bút dẫn cháy. Chẳng lẽ cậu ta muốn viên thạch thuật?
Quy khắp chuyên gia đạn dược nghiên tối sư ba luật chức nghiệp hồn tồn không giống nhau. Ở trong tay trời kia mệt lợi có thể tạo ra phản ứng hóa hợp đáng kinh ngạc như vậy. Xem ra chức nghiệp tán nhân cũng không hồn tồn là phế vật. Thiên tài. Sự phối hợp chiêu thức và khâu giác chiến sự phối hợp chiêu thức sáng tạo này và khâu giác chiến đấu đáng sợ kia, cả trong phong hô chúng ta thua cũng không ổn. Là ai đã triệu hồi ta? Ở cung ba, bố tinh anh tập rắn chín đầu cấp 20 điểm sinh mệnh 4.800 điểm. Đến đi, ở cung bê. Đã lâu không gặp, đã tao xem thực lực của mày nào. Còn khi nhỏ bé tao phải khiến ngươi trả giá. Kỹ năng phun độc ăn mòn. Đầu ở bên trái bị tiêu diệt. Akuma, các cơ chế hồi phục. Muốn trích kích hoạt sự hồi sinh thì chỉ cần chém hai cái đầu phủ đi trước là được rồi. Chuyển đổi vũ khí dao găm. Kết hợp thích khách kỹ năng đâm sâu lưng. Đầu bên phải đã bị tiêu diệt. Phát động kỹ năng khó móc. Dùng khó móc đỡ kéo gần khoảng cách đồng thời giải phóng kỹ năng tích tụ. Chuyển đổi vũ khí trụ kiếm. Kích hoạt kỹ năng kiếm hồn rút đao chém. Hiệu quả kỹ năng đánh ra vết chém nửa hình tròn màu đỏ vừa phía trước. Thời gian tích 1,5 giây. Thành công giết được boss Akuma. Chúc mừng mình trên khi mặt thuận lợi tạo nên kỷ lục cao nhất của hố đen hắc ám. Thời gian qua ái là 1:56:32. Quyền sở hữu hố đen hắc ám thay đổi trở thành của trên khi mặt. Kiến thức và thiết lập bốt tinh anh Akuma cấp bậc 20. Cấp bậc 20 điểm sinh mệnh, 4.800 điểm ma pháp, 3.000 lực tấn công, lực phòng ngự. Akuma có kỹ năng bị động hồi sinh. Phải giết hai cái đầu phụ ở hai bên của nó trước mới có thể giết được nó hoàn toàn. Nếu không thì nó sẽ hồi sinh vô hạn. Chắc 17.